Nhìn đã, nhìn đã. Đã. Đấy. Đây bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đây em nhé. Bây giờ mình và anh Đức Sơn sẽ tiếp tục vào sâu bên trong này. Thì ở chỗ này thì ngày hôm nay thì chủ yếu hai anh em dành thời gian là đi thăm những cái bẫy rắn mà thời gian vừa rồi anh Đức Sơn này đã đặt giúp bẫy giúp cho người dân nhé. Thì lấy vào nhà cái chung kia thì là đã được một con hổ mang rồi, mặc dù nó không to lắm, nó chỉ 5 lạng thôi, nhưng mà thực sự tuy một con hổ mang 5 lạng nhưng nó cũng rất là nguy hiểm các bạn. Nếu như là mình ấy thì mình sẽ, nếu như là bản thân mình mà đánh rắn ở đây nhá, thì mình sẽ làm một tay lưới mình căng ngang từ bên này sang bên này và ăn chặt luôn, là có bao nhiêu con rắn đi qua đi lại mất hết. Nước sơn này không đánh lưới. Đây mình đánh ở trong này một cái nhá. Anh đánh đậy chín phết nhờ. Không có. Đây này. Anh đánh đậy chín phết. Đây này xem này. Ở đây cũng khá là lâu rồi đi thăm đúng không? Cũng được 5, 6 ngày, chục ngày. Ừ. Có. Không có. Hai cái này mình chưa có. Ui. Hai anh em mình đã đến một cái bãi mới rồi. Thì bây giờ là không biết là anh Sơn này nên đánh cái bãi này nhiều. Anh em mình sẽ đánh cái bãi này là 6, 7 cái nhưng mà đáng nhớ xem bây giờ chỗ nào. Rộng rộng này. Cái bờ này. Đây. Đây thế này. Bờ này thì bên kia là cái bãi rác, này là nhiều rắn, bờ này có rắn to lắm, đây rồi, bờ đây rồi, bờ bên ngõ rồi. Xịt mỏ này không có gì, mỏ cóc chết. Đấy, đi nữa, lên thay màu. Má xem luôn. Đây anh em này, thầy đặt cái lồng ở chỗ này đẹp không? Vị trí đẹp không? Cái chỗ kia đường đi nhẵn kín luôn kìa. Đánh dựa vào cái bãi này làm sao mà chả dính. Thì hơn người có mỗi cái chỗ đấy thôi. Mà cũng đem 4-5 cái được có con đấy. Con này cũng nhỏ, này cũng ngắn này. Tạm này. Tạm này. Dữ như chó ghẻ. Đây, nó thúc tung cả đầu nó ra này cả nhà này. Đấy. Đã là rắn tự nhiên đi bẫy thì 10 con thì 10 con thì sất mõm cả 10. Sất mõm cả 11 đi. Em ở nhà quan đây. Quan tay tháo đi chứ.
Nhắm qua phát ra. Con này chắc mới vào thúc suốt mõm này. Đó. Đúng rồi. Con này là vào tương đối lâu rồi. Thúc nó tìm đường ra. Con này dám được giữ. Ai dạ. Ai dạ. Ai dạ. Sáng nay đi suốt từ sáng rồi mới được mấy con khá khá anh ạ. Khác con sơn lắm. Nếu mà mất thì ghê. Nếu mất thì một quẻ em nhỉ. Nhìn thích nha. Rắn tự nhiên như này là đã sướng rồi, không cần nhiều. Hoa nó đẹp này. Hoa đẹp. À, đây con quay vào gái nó. Mình xem hoa nó. Bạn xạ không biết anh ơi. Thế thế. Nhìn thích nha. Con này giữ như trâu. Giữ như chó đẻ. Đây nha, anh em mình vừa bẫy được con bỏ ra để xem cái phản ứng tự nhiên của nó này. Con rắn tự nhiên nó phản ứng khủng khiếp lắm nhá. Nó rất là ghê. Nó không phải là như rắn của mấy anh em khác. Lấy tay húng mũi nó không được chạy. Rắn nó rất là ghê các bạn nhá. Nó vừa mới vào giỏ nó tung bóng nó ra kìa. Con này cái phản xạ phản ứng của nó thì khủng khiếp rồi. Chính ra con rắn to là không ngại con rắn con. Đúng rồi, bọn này nó nhanh mà. Rắn con rất là nhanh. Nó cứ lao theo nó mổ chân sợ thật. Đứng. Nhìn đã nhau. Nhìn đã, nhìn đã. Đã. Đây bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thầy Đức Sơn biểu diễn một đoạn nha. Đây. Này, trả lại cho thầy. Trả lại thầy cái que này. Trả lại thầy cái que. Bây giờ đây mới là kỹ năng bắt rắn đỉnh cao của thợ già anh em nhá. Chào mọi người nhá. Mình vừa bắt bằng tay không con rắn hổ mang. Đây con này rắn này vừa mình bẫy xong mõm ăn tượt ra đây. Sứt mõm nhỉ. Ăn tượt mõm ra đây. Nó rất là dữ mà rất là ghê nhá. Nếu như mà không làm quen với nó hoặc là không làm cho nó cảm giác an toàn là nó sẽ không để cho bắt đâu nhá. Nó sẽ phản ứng. Kỹ năng rắn rất là nhanh nhá. Kỹ năng bắt rắn đỉnh cao ấy. Thì là mình làm theo cái cách của mình được, nhưng mà các bạn xem thì cứ xem thôi nhá, chứ đừng có bắt chước mình làm nhá. Tức là anh em xem để giải trí thôi, xem để giải trí, đó, xem để trải nghiệm, xem cho biết thôi. Xem giải trí và trải nghiệm thôi, chứ đừng nên bắt chước mình nhá. Thì thực ra mà nói, con rắn hổ mang này nó bình thường thì nó cũng đã tên là dữ rồi. Đấy. Khi nó bị dồn vào đường cùng là nó rất là hung nhá, nó cắn thì cái lọc độc nó bơm rất là khủng khiếp. Các bạn xem giải trí mang cái tính chất giải trí thôi, không được làm theo nhé, không được bắt chiếc đã nhé. Đã thế lại vài ngày nó chưa được ăn nữa. Đây anh ơi, anh em cho một túi để chuẩn bị đi kiếm cơm rồi. Anh em mình cũng trêu nó một tí thế thôi, còn giờ cho nó vào đây để sẵn. Đấy, anh em thì chả thích cái nghề gì cả, người ta thích đi ăn, đi chơi, thích đi du lịch, nhưng mình lại thích đi bắt rắn, thích đi mày mò, thích đi cầm. Bây giờ thì anh em mình sẽ lại tiếp tục là phải bỏ ra anh em, bỏ ra, khi mà bỏ ra, rút ra thì anh em phải lưu ý là anh em kiểm tra lại cái chất lượng mò nhé. Kiểm tra lại chất lượng mò.
Nhiều anh em hỏi là tại sao buộc như này để làm gì? Thứ nhất là buộc để cho nó che nắng, che cho nắng, che mưa, cho con cóc nó mát. Cái thứ hai ấy, rắn nó có vào thì nó không, vào ấy, nó cảm thấy an toàn. Nó có cái điểm tối, nó thấy an toàn. Nó không phá. Thứ ba ấy, là để cho người đi xung quanh, người xung quanh người ta không phát hiện được, đỡ nhận mất, không ăn trộm mất. Đấy, chứ còn nếu bây giờ mà cứ để tơ hư ra mà con rắn nó nhìn thấy thì ai cũng thấy thích, mà nó nằm trong đồng chỉ việc xách về thôi thì ai cũng muốn đấy. Ai chả lấy. Với lại là cái một điều nữa, anh em trong miền Nam thì nên làm cái bao cuốn, tại vì trong miền Nam nó có con hổ mèo. Hổ mèo là một trong miền Nam thì nó lắng. Nó phun nọc vào mắt ngay lập tức anh em ạ. Bây giờ anh em mình sẽ ai cho xuống dưới. Ok.